Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay 22 tháng 12, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ đặt vòng hoa dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thành phố Bà Rịa. Tham dự lễ viếng có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh, văn minh. Sau lễ viếng, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 đã chính thức bế mạc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, thành phố Vũng Tàu. Hội thao do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức nhằm kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Hội thao lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm nay thu hút 400 vận động viên là cán bộ chiến sĩ của 11 đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 5 môn: bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, bóng đá mini nam, quần vợt và kéo co nam nữ. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba ở mỗi môn thi đấu cho các đội có thành tích xuất sắc. Tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức trao cờ đăng cai hội thao lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 cho đơn vị trại giam Xuyên Mộc. Huyện Đất Đỏ là địa phương tiếp nối dòng thông tin. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện. Đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồn biên phòng Phước Hải và tiểu đoàn 59 tên lửa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đạt được trong năm 2023 và mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm tặng quà ông Lê Minh Giao, nguyên hiệu phó trường quân sự đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo và ông Lê Hà, nguyên chiến sĩ tàu không số. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo huyện Côn Đảo đã đến thăm tặng quà chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo. Lãnh đạo huyện Côn Đảo đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đạt được trong năm 2023 trên các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, tham gia giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân trên đảo. Đoàn lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đến thăm tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đánh giá cao những thành tích mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đạt được trong năm 2023, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị tại địa bàn. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc mong muốn lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc. Chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo cho những đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, Bệnh viện Y Dược Nam Sài Gòn, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền tổ chức chương trình tặng quà, tặng phiếu đăng ký xét nghiệm cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, Bệnh viện Y Dược Nam Sài Gòn tổ chức tặng quà và phiếu xét nghiệm cho khoảng 600 người dân thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Long Điền với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng. Bệnh viện còn hỗ trợ xe đưa đón tận nhà, cũng như hỗ trợ ăn uống khi người dân đến làm xét nghiệm tầm soát các loại bệnh. Nhà nước có giúp cho cô một cái giấy để đi xét nghiệm. Cô rất hoan nghênh và cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đến gia đình. Tôi cũng biết ơn và bệnh hoạn và cho một cái phiếu là 1 triệu mấy tặng mà tôi có đi bệnh hoạn đồ này nọ, thì tôi cũng cảm ơn các ngành, các cấp, các chính quyền quan tâm với gia đình tôi là một, hai nữa là lo cho đời sống của nhân dân. Dịp này, bệnh viện còn tư vấn cho người dân cách phòng tránh bệnh tật, chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, tuyên truyền về lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ cũng như tầm soát các loại bệnh. Bệnh viện muốn truyền thông, tuyên truyền cho người dân hiểu được cái tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ cũng như là cái tầm soát ung thư. Và bởi vì thực chất ra thì người dân Việt Nam của mình cứ khi nào mà có bệnh thì mới kiểm tra. Mục đích của cái vấn đề tặng gói xét nghiệm này để người dân biết cách là mình phòng bệnh thì sẽ tốt hơn vấn đề là chữa bệnh.